Liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, ngày 23 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Quang Vinh, 61 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, nguyên hiệu trưởng trường đại học Bách khoa Đà Nẵng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cơ quan điều tra xác định Hành vi sai phạm của ông Vinh và trưởng phòng kế hoạch tài chính của trường là Hoàng Quang Huy đã tạo điều kiện để Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thực hiện hành vi tham ô tài sản trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng. Theo quy định, xét ngân hàng là một loại chứng từ kế toán, do đó việc lập và lưu trữ chứng từ kế toán phải tuân thủ đúng quy định của luật kế toán. Tuy nhiên, ông Vinh không thực hiện đúng quy định, mà vẫn ký xét không có nội dung cho bà Tâm. Sau khi ký xét, ông Vinh không kiểm tra số tiền đã rút là bao nhiêu và các hoạt động liên quan đến việc chi quỹ nhà trường. Hành vi của ông Vinh vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý sử dụng tài sản công gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Thị Hồng Tâm và Hoàng Quang Huy về tội tham ô tài sản. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.